J-Hope BTS chính thức tách lẻ với album đầu tay phát hành vào tháng 7. Sau nhiều đồn đoán về album của thành viên BTS đầu tiên tách lẻ, đúng như dự đoán của truyền thông Hàn Quốc, J-Hope cuối cùng cũng xác nhận sẽ tung album quảng bá solo vào giữa tháng 7. Cụ thể, album mang tên Jack in the Box phát hành ngày 15 tháng 7 và các khúc chủ đề sẽ được tung ra ngay kỳ đầu tiên của tháng. Ngay khi thông tin về album solo được xác nhận, J-Hope và Jack in the Box nhanh chóng trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội khi top 1 trending và top 2 Twitter toàn cầu. Có thể thấy, scoop của anh chàng hy vọng nhà BTS là vô cùng khủng. Được đánh giá là idol toàn năng khi một mình có thể cân đủ các kỹ năng nhảy, rap và hát, J-Hope được lựa chọn là thành viên đầu tiên của BTS quảng bá solo là điều dễ hiểu. Hiện fan đang rất nóng lòng chờ đến ngày 1 tháng 7 để thưởng thức ca khúc mở đường của J-Hope. Một số bình luận của netizen: đang tính thì ngủ, trong một tối thứ bảy yên bình thì anh Hope làm tôi sốc quá, khỏi ngủ luôn rồi, dồn dập quá nhưng em thích. Stan băng tan là không bao giờ thiếu nhạc để nghe mà. Album Proof còn chưa về mà đã chuẩn bị được order tiếp rồi. Tuyệt vời, cuối cùng cũng được bỏ tiền ra mua sản phẩm cá nhân của từng thành viên rồi ngày trước stream mà hậm hực vì hay mà không được mua. Album thể hiện sự phá vỡ khuôn mẫu và phát triển hơn nữa của J-Hope, nghe là cháy rồi, vibe đậm chất hô ba, không lẫn đi đâu được. Bạn nghĩ sao về mặt solo của anh chàng nhà BTS này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức showbiz trong ngày. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.